Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là mình có làm video về phần sửa chữa xe máy nhé các bạn nhé. Đây là xe máy của khách mang về cho mình. Nó bị 2 ngày rồi, đi tự dưng đi thì bị lèn này thì không sáng, với lại không lề được. Thì đây mình thử lề cho các bạn xem này. Bật khóa thì đây đèn mo thì nó được một tí thôi các bạn này, nó sáng được một tí thôi. Vì là không nạp được vình với lại đèn nó không sáng này các bạn này. Lý do là nó không nạp được bình này các bạn này. Anh để thử các bạn này, không để được. Giờ mình sẽ làm nổ nhé các bạn nhé. Đây các bạn này, làm nổ này. Còn nổ giờ mình bật đèn này các bạn này. Đây công tắc đèn nhé các bạn nhé. Đây. Bật thì đèn nó không sáng này các bạn này. Giờ là mình tắt máy nhé các bạn nhé. Giờ là mình vào tiến hành và kiểm tra xem này các bạn này. Mình tháo hai con ốc bên mình nhá. Đấy, đây là phần bình này các bạn này. Còn đây là mình chia sẻ cho những em nào mới học nghề thôi nhé các bạn nhé. Còn những các bác nào mà cao tay rồi thì cáo già rồi thì làm thông cảm nhé. Còn là mình chỉ cần chia sẻ cho anh em nào mới học nghề thôi. Anh em nào mà cần học những kiến thức về sửa chữa xe máy nữa các bác nhé. Đây phần bình đây. Rồi mình tháo ra mình sạc thử bình nhé các bạn nhé. Mình tháo hai con ốc ở đầu bình nữa này. Mình tháo đầu tiên các bạn nhớ là tháo phần dây mát chắc nhé các bạn nhé, phần dây trừ ấy, vì là dây trừ này thì nó có điểm tiếp mát ở khung với sườn xe rồi, thì mình tháo phần này trước. Còn dây ôm dây lửa ấy thì là dây dương, xin lỗi các bạn, dây dương dây lửa ấy thì là mình tháo sau nhé các bạn nhé. Nếu mà các bạn mà xe nó còn vình mà các bạn tháo bên phần phần dây lửa trước thì là mình tháo ra thì là mình quệt hoặc va chạm vào những cái khung sườn xe thì nó sẽ tóe lửa, thì là dẫn đến là nó sẽ làm hỏng ảnh hưởng đến vình xe của khách nhé các bạn nhé. Bây giờ mình mang vào sạc nhé các bạn. Đây mình sạc đấy các bạn nhé. Đây là sạc của mình tự chế thôi. Mình kiếm lấy cả cái biến áp của loa lại tăng âm loa này các bạn. Còn không có thì mình ra mua bên cửa hàng điện tử ấy, nó có bán đấy mà cái nó cũng rẻ thôi. Chắc là mình kiếm một con iốt nhé các bạn nhé. Con iốt đây. Iốt để mình cho vào đầu dương của bình á. Thì là mình phải có con này thì mình mới chế nha các bạn nhé. Đây sạc tự chế này. Đây con này các bạn. Rồi giờ là mình lấy đồng hồ mình kiểm tra thử nhé các bạn nhé. Đây những đồ nghề sửa xe của mình này các bạn này. Đây là phần đồng hồ mình lo nhé các bạn nhé. Đồng hồ mình lo điện nhé.
mình làm nghề thì mình phải có đồng hồ này thì là mình mới biết được cả bệnh về điện đấy các bạn nhé. Bây giờ là mình cắm vào xong mình lo thử nhé. Đây một dây dương thì mình cho vào dương bình nhé các bạn nhé, dương dây bình, dây từ xe đi ra ấy. Còn thang lo thì mình vặn về đo điện một chiều nhé các bạn nhé. Đo điện một chiều thì mình vặn về thang lo là 50 nhé các bạn ạ. Bây giờ là mình lổ xe đấy các bạn ạ. Đây cần một dây thang lo là mình cho vào dây âm nhé các bạn nhé. Đấy mình xem vào cái đồng hồ thì nó không nhúc nhích gì. Rồi đấy các bạn xem mình gắn hết rồi thì đồng hồ thì là nó không nhảy này các bạn này. Giờ mình ga to lên thử các bạn nhé. Mình ga to lên. Đây các bạn xem mà mình ga to như thế rồi mà kim mình thử điện thì là nó không lên. Mình thử bên điện từ cuộn nổ mình đi ra thì nó không thể nạp vào vình được. Không thể nạp vào vình thì đồng nghĩa với là đèn thì là nó sẽ không sáng. Giờ thì các bạn đoán là nó hỏng cái gì. Thì giờ do mình đoán là nó đã bị cháy con lạp này các bạn ạ. Bị hỏng con lạp này. Rồi là mình tiến hành mình tháo ra xong mình cho con mới vào thử nha các bạn nhé. Đây, mình tháo ra xong mình rút ra các bạn này. Rút tay ra này. Đây con lạp của nó này. Rồi là mình lấy con lạp đấy các bạn này. Đây con lạp này các bạn này. Con lạp của hãng Genta này các bạn này. Giờ là mình bóc ra mình tiến hành lắp vào thế các bạn nhé. Con lạp mới nhé các bạn nhé, mình mới bóc hộp đây các bạn này. Giờ là mình trực tiếp mình gắn vào dây này. Xong rồi thì mình tiến hành mình tiến hành lổ kiểm tra lại nhé các bạn nhé. Giờ là mình ga to lên thử các bạn xem nhé. Đây các bạn xem. Mình thay con mới vào là mình chỉ để chế độ ga sang tim mà là nó đã lên được đến là 5 bôn rồi các bạn ạ. Đây là gần 5 bôn rồi. Thế là
nguyên nhân là nó là hỏng con lạp nha các bạn nhé. Xe này hỏng con lạp này. Giờ mình bật thử đèn nha các bạn nhé. Công tắc đây. Đây các bạn xem, đèn là sáng rồi này. Tắt này. Bật này. Đây là xe này là nguyên nhân là nó bị cháy con lạp nha các bạn nhé. Đây là video mình đã chia sẻ cho những anh em và những các bạn nào mới học nghề nha các bạn nhé. Thì thôi video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé các bạn nhé.